Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Hôm nay KTV sẽ hướng dẫn quý vị rút CD từ game đào CD. Ok, trước hết quý vị hãy bấm vào cái đường link mà KTV để pin dưới video này để chơi game. Và phần thưởng của quý vị nhận được sẽ là CD. Đó, thì KTV sẽ bấm vào đây để chơi game này. Quý vị bấm tiếp vào cùng chơi game nào. Quý vị lưu ý là quý vị phải có tài khoản bên Telegram. Đó, quý vị bấm vào cùng chơi game nào này. Ok, đến đây thì quý vị hãy xoay màn hình điện thoại ra này. Đó. Đây, thì quý vị bấm vào cái biểu tượng này để chơi game này. Thực ra thì KTV không biết chơi cái trò này đâu. Thấy mấy đứa con nít ở nhà chúng nó hay chơi thôi. Bấm vào này, quý vị bấm tiếp vào đây này. Đó. Rồi quý vị bấm vào play tiếp này để chơi game này. Ok, thì cái phần thưởng của quý vị nhận được sẽ là CD. Vậy thì cái CD sẽ làm gì? Thì hôm nay KTV sẽ hướng dẫn quý vị rút cái CD đó về. Đó. Thì quý vị trở lại cái phần menu ban đầu này. Đó, quý vị bấm vào này, bấm vào cái menu có ba dấu gạch đây này. Đó. Quý vị chọn tiếp là user profile này. Thì đây. Đấy, khi phần thưởng được trả về là CD, quý vị hãy rút lên sàn bán để lấy về Việt Nam đồng, hoặc quý vị có thể rút về ví CD để lưu trữ, đợi khi nào tăng giá thì quý vị đem lên bán. Đây, ok, thì đây hiện tại CD đang được niêm yết trên cái sàn CS9 này. Đó, đây là các cặp CD này. Đó, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai quý vị có thể rút lên sàn Natoken để bán này. Ok, đấy, đây là các cặp CD trên sàn Natoken này. Và quý vị ai chưa biết chơi, chưa biết mua bán trên sàn thì quý vị tìm những video trước mà KTV đã hướng dẫn. Rồi, tiếp theo là cách thứ ba. Cách thứ ba quý vị rút về ví CD tại địa chỉ cdwallet.io. Đó. Thì đây, quý vị chọn này, chọn đi xây này, quý vị bấm vào cái địa chỉ ví đây này, sao chép này. Đấy, thì quý vị dán cái địa chỉ ví vào đây. Đó, dán. Tiếp theo, quý vị bấm rút. Đó. Thì CD sẽ được chuyển lên ví hoặc chuyển lên sàn. Vâng, và có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy comment ngay dưới video này. Xin cảm ơn.